Từ nó là con ve. Nhưng mà đọc ve tao tưởng cho chó. Vậy con đối chứ hả? Ve gì? Ve gì? Không được kêu. Ve chó. Tại vì kêu là con chó. Con chó nó điếc tai. Kêu ve chó mà kêu con chó nó điếc lỗ tai đúng không? Tại chó nó dữ là chết con ve. Chết ve. Bánh gì? Bánh gì? Ăn được nhưng người ta không mua. Bánh gì ăn được nhưng người ta không mua? Bánh bánh xe. Bánh ăn được mà. Ăn được hả? Bánh không biết thua. Bánh dở. Dở người ta đâu có mua. Ok, có một con dê. Nó quay về phía nó đang đứng rồi xuống bắt. Xong nó quay về hướng nam. Xong nó quay về hướng bắc. Xong rồi nó lại quay về hướng tây. Hỏi cái đuôi nó chỉ về phía nào? Hướng đông. Giờ qua cái đường. Hướng tây. Hướng nam. Hướng bắc. Hướng nhà. Thì cái đuôi đó lúc nào cũng dài. Chứ xong nó đâu có thẳng lên được vậy đâu. Có nghĩa là cái đuôi hướng xuống. Hướng xuống chứ đâu có hướng lên đây được đâu. À, không phải nào cái đuôi mà nhỏng là được. À, trời ơi, mình mà cũng tía đi. Ủa, cái này là tới quán chợ. Mai gì dài nhất? Anh Hòa mới kêu cái mai gì dài nhất hả? Mai mốt. Mai gì dài nhất? Mai vú dài. Con biết mai vú dài không? Dạ biết. Vú rất dài nhưng mà sai. Nhất dài không ai? Mà da. Sai. Mai lanh. Sai. Không biết. Cái gì thôi đây? Ủa? Mai là tông. Nó dài lắm. Công nhận nhá. Rồi công nhận mấy câu đố này. Hỏi xong thì mình thấy mình rất là ngu nha mọi người.